Thu sa thu kính cảm ơn Minh Bát Thanh Án. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Bát Thanh Án Sức Rạng Đồng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh Quỳnh Quát Tha Ná kính chào chàng sinh viên. Dạ, Quỳnh không có thấy được cái chữ sao. Dạ, mến chào Sức Rạng Đông, mến chào Thi Lâm, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào Sức Sương Mai, mến chào Trăng Thư, mến chào Sức Thành Kiểm, mến chào Nguyên Tịnh, mến chào Thành Kiểm vô hai đích luôn hả? Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh Bát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh cũng thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Thích Trạng Đông đã mở rung và cho nghe bài pháp của sư Tới Khanh. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bát Thanh Á cho bài học và con kính bạch với Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ, bây giờ thì coi như mỗi một tuần đạo tràng pháp cứu kinh sẽ tăng lên một ngày giảng pháp cứu bạch sư, mà những vị khác thì con có báo được theo lời của Thượng Tọa Tùy Quyền, nhưng mà quý sư con không có liên lạc được nên con không có biết làm sao báo quý sư. Bây giờ có sư vào đạo tràng thì con xin bạch với sư là coi như là bây giờ là ngày Chủ Nhật mà mọi khi là để Đức Pháp Tính giảng Di Diệu Pháp thì còn bây giờ Đại Đức Thượng Tọa Tuệ Quyền và Đại Đức Điện Khuyết vô cái ngày Chủ Nhật đó thì tiếp tục giảng pháp cú của bạch sư đến khi nào hết 423 câu pháp cú, thì khi quay trở lại thì sẽ quý sư sẽ sắp xếp lại. Dạ, con xin bạch với sư như vậy để sư có thể biết được tới ngày sư giảng là giảng ngày nào để sư được tính ạ. Dạ, còn bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư tiền phong ông bài pháp cú 367 ngày hôm nay, và sư sẽ giảng bài 368. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, sư kính tri ân cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, đã thông báo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng. Bây giờ thì con xin ngâm câu kệ số 367. Sapasona marupasmin yasanati maya mamayitam asataca nasoschati savefikuti vuchati sapasona marupasmin yasanati mamayitam asata cha naso satchati sawe fiku divuchati sapasona marupasmin yasanati namayitam asata cha naso chati sawe fiku divuchati.
hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp, không sầu lão, thật xứng danh tỷ kheo. Bản dịch của Hoàng thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng và xin nhường mic này cho Rung ạ. Sa an thú lầm thai, con thành kính tri ân Đại Đức Tư Nhẫn. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ tường tòa minh hạnh, cô tu nữ Thâm Á Chá Rí. Con kính chào đạo tràng. Dạ, sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 367. Dạ, kính cảm ơn sư Quang Nguyệt cho biết tin hiệu ngài rõ. Sắp bá sô nà má rù bá mình giá sa náp thế má mà dí tăng á sa tà chá ná sô chá tí sá quỳ phí khù tí bút chá tí. Sắp bá sô nà má rù bá mình giá sa ná thi ma mà di tằng a sa tà cha na sô cha tí sa huệ phi khu tí bút cha tí sa pa sô na ma u pa smin giá sa ná thi ma mà di tằng a sa tà cha na sô cha tí sa huệ phi khu tí bút cha tí. Hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp, không sầu não, thật xứng danh tỷ kheo. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sát bá sô na má ru bá mình giá sa ná thi ma mà di tằng a sa tà cha na sô sa tí sa quỳ phi khù tí bút cha tí. Không chấp ta và của ta, thân tâm thấy rõ chỉ là sắc danh, xa rời phiền não vô minh, người như vậy đấy thật tình tỷ kheo. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sít Răng Đông. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc con bài câu pháp cú số 367. Sapasona Maru Padmin Giác Xá Náp Thí Má Ma Nhí Tăng A Sa Ta Chá Ná Sồ Chá Tí Sa Tê Bích Khù Tí Phút Chá Tí Sa Bá Sồ Na Má Rù Bát Minh Dết Sa Ná Thí Má Mà Nhí Tăng A Sa Ta Chá Ná Sồ Chá Tí Sa Quê Bích Khù Tí Phút Chá Tí Sắp Bá Sô Na Má Rù Bát Minh Giác Xá Náp Thí Má Ma Dí Tăng Á Xá Tà Chá Ná Sô Chá Tí Sa Quê Bích Khù Tí Phút Chá Tí Hoàn toàn đổi danh sắc Không chấp ta của ta Không chấp không sầu não thật xứng danh tỷ kheo. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Không chấp ta và của ta, thân tâm thấy rõ chỉ là sắc danh, xa rời phiền não vô minh, người như vậy đấy thật tình tỷ kheo. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay kế tiếp. Dạ, sa thu lành thay Sít Cẩm Vân.
Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵng Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể kinh Pháp của số 367. Cảm ơn Sita Rang Đăng Sít Hoa Nguyệt cho biết nghe rõ. Sạp ba số ma Sabbaso nama rupasmin yasanati mama jitang asata jana sojati save pikuti bukjati. Sabbaso nama rupasmin yasanati mama jitang asata jana sojati save pikuti bukjati. Sabbaso nama rupasmin yasanati mama jitang asata jana sojati save pikuti bukjati. Sabbaso nama rupasmin yasanati mama jitang asata jana sojati save pikuti bukjati. Sabbaso nama rupasmin yasanati mama jitang asata jana sojati save pikuti bukjati. Sabbaso nama rupasmin yasanati mama jitang asata jana sojati save pikuti bukjati. Hoàn toàn đối sanh sắc, không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thật xứng danh tỷ kheo. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Không chấp ta và của ta, thân tâm thấy rõ chỉ là sắc danh, xa rời phiền não vô minh, người như vậy đấy, thật tình tỷ kheo. Bản phổ thơ của Ngài Giấy Đức. Dạ, Nam Mô Phật Tha Giá. Dạ, dạ, kính mời cô tu nữ Thăm Ma Chà Ri và Sita Sương Mai nhé. Tại hai vị này thấy kệ rằng, kính mời cô tu nữ Thăm Ma Chà Ri ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thăm Ma Dạ, Nam mô Sằng Kha Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng như tôi nữ tăng ở những đến nay mà các con được biết. Dạ, xin kính chào quý cô tu nữ, xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã cho biết là nghe rõ. Sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh. Ba trăm sáu mươi bảy ạ. Sabbaso nama rupasmin yasanati mama jitang asata jana sojati save bhikkhuti buddhati. Sabbaso nama rupasmin yasanati mama jitang asata jana sojati save bhikkhuti buddhati. Sabbaso nama rupasmin yasanati mama jitang asata jana sojati save bhikkhuti buddhati. Hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thật xứng danh tỷ khưu. Đó là tổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu
Không chấp ta và của ta, thân tâm thấy rõ chỉ là sắc danh, xa rời phiền não vô minh, người như vậy đấy thật tình tỳ kheo. Đó là tổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Xin mời bàn tay quý vị kế tiếp nha. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Cha Ri rất là nhiều. Dạ, cô không được khỏe mà cô cũng lên cầm mít để cho đạo tràng được ấm áp. Và kính cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn Rạng Đông, cảm ơn Sức Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nhật Bình thấy hai cái nít của Hạnh Kiểm nè, rồi nít của Xích Sư Mai nè. Dạ, quý vị có thể cầm mít được không? Ồ, sa thú Hạnh Kiểm, ngàn mai Hạnh Kiểm. Alo, mời Hạnh Kiểm cầm mic. Hạnh Kiểm ơi, Nhật Quỳnh chỉ thấy có bàn tay không hả? Mời Hạnh cầm mic nha. Dạ. Dạ nghe được chưa ạ? Dạ con xin kính cảnh lễ quý sư. Kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú bài 167. Chấp ba sô na ma đồ ác mìn giác sa na thi ma ma di tặng a sa ta cha na sô cha ti sa quê bi khổ ti vút cha ti. Nó xin kệ cặp ba số nam mà thu ban minh giặt xà nạt thì mà di tặng anh xa ta cha na số cha ti xa quê bị phu ti quốc cha ti. Hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thật xứng danh tỳ kheo. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không chấp ta và của ta, thân tâm thấy rõ chỉ là sắc danh. Xa đời phiền não vô minh, như người như vậy đấy thật tình tỳ kheo. Bài dịch của TT là thật thật hiểu biết nữa. Hòa Thượng Giới Đức. Dạ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ xin xong rồi xin trả mít lại cho đạo tràng. Dạ con xưng mai Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Kính chào chư quý cận sự, con xin đọc Pháp Cú 367. Sabbaso na ma rupasmin yasanati maya mama di tăng
Asata chana so ti san san chana so chati sa we bhikkhu ti hut chati sappa so nama rupasmin yasana ti mama yitang asata chat na so chati sa we bhikkhu ti hut chati sampa so nama rupasmin yasanati mamayitam asataca nasojati sawe bihu tiwujati sambasona marupasmin yasanati mayayitam asataca nasojati sawe bihu tiwujati hoàn toàn đổi danh sắc. Hoàn toàn đối danh sắc không chấp ta, của ta, không chấp không sầu não, thật xứng danh tỳ kheo, bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu. Không chấp ta và của ta, thân tâm này rõ chỉ là sắc danh, xa rời phiền não vô minh, người như vậy đấy thật tình tỳ kheo. Và bản phổ thơ hòa thượng Giới Đức. Và kính mời quý vị nào chưa đọc lên đọc nha, sư Mai đọc xong. Hôm nay sư Mai cũng khăn tiếng quá. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sư Sương Mai. Dạ, Sương Mai bị khang tiếng mà Sương Mai cũng đọc. Dạ, dạ cảm ơn Khoan Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn sư Sàng Đông. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ, con xin được bài Pháp Quốc Kinh số 367. Sắp ba sơ na ma rô bạc mình gia sanh na thi ma ya di tăng asata Chanaso Chattisawe Phikkhu Tivut Chatti hoàn toàn đổi danh sắc không chấp ta của ta không chấp không sầu não thật xứng danh tỷ kheo Sabasona Maruvasmin Yasanathi Yamayitang Asataka Naso Chatti Sawe Phikkhu Tivut Chatti không chấp ta và của ta thân tâm thấy rõ chỉ là sắc danh xa rời phiền não vô minh người như vậy đấy thật tình tỷ kheo và dạ, đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và dạ, trong trước đặt hòa thượng bài chuyển ngữ của ngài hòa thượng Thích Minh Châu và dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và dạ, sa thú sa thành tài kính cảm ơn xích ái minh xích hành kiểm cô tu nữ thăm má cha rỉ huynh và thanh á cập quan xích rạng đông và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã tiên phong ông bài pháp quốc kinh số 367 và bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới là câu pháp quốc kinh số 368. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay là học câu pháp quốc kinh số 368 từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh này. Dạ cảm ơn Minh Mát Thanh Á cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Va Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu A Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Va Ga Va To A Ra Ha To Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên phật ngậm ngùi khẩn khoản phật nhận nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tinh dự pháp từ đó là Nhôm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn
Rồi từ đó mà ơ mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập ma đam mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang nghiêm thành tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa cao pháp cứu kinh số 368. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ. Mọi thứ cũng đã trôi qua hết rồi. Từ sáng đến giờ những cái nghe cái thấy chúng cứ sanh diệt liên tục và rất ít có sự hiểu biết, đa phần là vô minh tham ái. Một khoảnh khắc thiện trong đời sống hàng ngày cũng đã rất là hiếm hoi để sanh khởi, mà dầu có sanh khởi thì chúng cũng không thoát ra được thân khẩu ý của chúng ta để tạo những việc thiện nữa. Do vậy chỉ có những người con Phật đi trên con đường tứ thiện xứ thì chúng ta mới tỏ ngộ được lý tứ thánh đế và tất cả các thiện pháp sẽ được sanh khởi. Hãy trân quý khoảnh khắc này vì ngày mai chưa có tới và tất cả những gì đã qua thì chúng đã qua. Và khoảnh khắc tiếp theo, cái gì sanh khởi thì chúng cũng chỉ là các uẩn, xứ, giới và đế. Và cái hiện giờ chính là khoảnh khắc để cho trí tuệ sanh khởi. Ngoài khoảnh khắc này, trí tuệ không có cách nào sanh khởi được. Và trí tuệ không sanh khởi được thì từ tâm cũng không sanh khởi. Và các ba la mật cũng không có cơ hội để làm cho các tầng tuệ giác, bồi bổ cho các tầng tuệ giác. Ngoài đời họ cũng có tâm thiện rất là nhiều. Nhưng mà tâm thiện của họ không có được hướng một cách chân chánh. Do vậy chúng ta cần phải luôn luôn nhắc nhở khi mà tâm chúng ta nó thường hướng đi chỗ này chỗ kia mà cái là thực ở ngay đây thì chúng lại không biết tới. Các pháp chúng ta thường mọc ra rất xa nhưng thực tế nó ở ngay đây thôi. Nó ở ngay, cái thấy nó ở ngay đây, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tham, sân, si, cảm thọ, suy nghĩ cũng ở ngay đây. Nhưng mà chúng ta thường bị vô minh đẩy chúng ta ra rất xa rời với các gì đang sân khởi trong đời sống hiện tại. Nên là từ tâm của chúng ta nó cũng không sanh, sự chân thật cũng không sanh. Đa phần là tham, sân và si chúng sanh lên. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng tham sân si chúng ở ngay đây. Chúng có mặt suốt cả ngày. Khi mà chúng ta với tứ niệm xứ được nghe một nghe pháp một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ khoan thủng và phá vỡ cái sự che mờ của vô minh này. Đó là cái con đường duy nhất mà Đức Phật dạy. Và chúng ta không nên quên khoảnh khắc này vì đời sống chỉ là từng khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Chúng không thuộc về ai cả. Và khi nào mà chúng ta nhận diện được thì chúng ta sẽ giải thoát sanh tử luân hồi. Tham chắc chắn không có trong kinh điển, nó phải ở sau cái thấy cái nghe. Si nó không có ở trong kinh điển, nó phải sau cái thấy cái nghe. Và từ tâm cũng vậy, nó phải ở ngay khi mà chúng ta gặp gỡ người này người kia để chúng ta trao đổi thảo luận thì từ tâm nó mới có mặt, nó không có ở trong kinh điển. Và chúng ta kinh điển để chỉ cho chúng ta những cái gì là thực đang sanh khởi trong đời sống, nhưng chúng ta phải nắm vững lời dạy của Đức Phật để hướng vào cái gì là thực hiện giờ.
để dần cho trí tuệ thực sự sanh khởi. Còn không thì chúng ta đã chỉ quen thuộc với các từ ngữ và chúng ta diễn giải, mỗi người diễn giải theo một cách khác nhau, thì chúng ta sẽ xa rời với thực tại và chúng ta sẽ không bao giờ nhận diện được chúng có mặt suốt cả ngày trong đời sống. Bây giờ thì con xin đặt lễ ơn Đức Tam Bảo và chia sẻ giáo pháp đến cùng quý vị. Araham samma sambuddho phagawa buddhan phagawantan afiwademi swakhato phagawata thammo thammang namasami supatipanno phagawato sawakasangho sanghang namasami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo cao thượng. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này, đời sau và chấm dứt sự sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Tam Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài thật là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành gieo những hạt giống tốt đẹp đến Tam Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng luân hồi của mình và sẽ đạt được thánh trí thánh đạo, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Cản Khắc Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, chim chúa, ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin các ngài các vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa. Và kính chư phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi tùy hỷ phước báo thanh cao này để thân tâm được an lạc và tiến tu trong chánh pháp của Đức Phật, ngõ hầu thấy rõ được bí tứ thánh đế ngay trong đời sống của mình và chấm dứt luân hồi khổ đau. Nam mô Bụt Tha Gia. Hôm nay chúng ta học câu số 368. Và con xin đọc một lần ạ. Metta vihari yo fikhu pasanno buddha sasane athikacche padang satsantam sankha rupa satmang sukham. Lời Việt của Ngài Incharanda là: vị tỳ kheo an trú tâm từ, được tịnh tính vào giáo pháp của Đức Phật, có thể đạt đến vị thế yên tịnh, vắng lặng các hành, được an lạc. Từ Metta Vihara hay là Vihari, câu đầu tiên là Metta Vihari Yo Fikhu Passano Uttasasane. Vị tỳ kheo an trú tâm từ, được tịnh tính vào giáo pháp của Đức Phật. Và ở đây chúng ta phải hiểu ngầm là người có trí tuệ thấy pháp bao nhiêu thì từ tâm sẽ lan tỏa bấy nhiêu. Cái từ Metta Vihari là một cái hợp từ Metta cộng với Vihari. Nó là một cái nhóm từ nam tánh. Câu kệ này chúng được chia theo chủ cách: vị có sự an trú trong tâm từ. Thì chúng ta biết là tâm từ nó có hai dạng an trú. Và tâm từ có hai khía cạnh của tâm từ, tức là
tinh từ ba la mật để thúc đẩy cho trí tuệ phát triển tứ niệm xứ để đến giác ngộ. Và cái tâm từ mà chúng ta ứng xử thương yêu mọi người, tất cả muôn loài, cái sự mát lành của từ tâm trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta biết là tất cả các cái phẩm chất của thiện tâm như là bố thí, trì giới này kia, nó đều có cái tính vô sân trong đời sống. Nhưng mà đa phần thì tâm từ nó lại ít sanh khởi vì không được khéo như lý tác ý. Nên là có nhiều người, rất ít người mà khi bố thí mà có thêm cái từ tâm. Nên là chúng ta nhớ là bố thí của người trí thì luôn luôn đi theo từ tâm và cái sự cung kính. Còn bố thí của người mà nó thiểu trí á, thì chúng ta biết là bố thí vì sợ hãi, bố thí vì ngã mạn này, bố thí về này kia vân vân. Nên là chúng ta cần phải hiểu biết. Và chút nữa thì chúng ta sẽ trao đổi và sẽ hiểu rõ về tâm từ. Cái từ tâm từ là sự mát mẻ của tâm, cái trạng thái của nó là vô sân, không có sân hận. Và đối với tất cả chúng sanh, và tâm từ thì chỉ có đối diện với tất cả chúng sanh. Còn tâm sân á, thì nó sân cả với cái cây, cả với cái ngọn cỏ, cả với cái gai nhọn đâm vào chân, vân vân. Rồi sân với con người, sân với tất cả mọi thứ. Tâm sân thì nó sân với tất cả mọi thứ được. Nhưng mà tâm từ thì nó chỉ dành riêng cho chúng sanh mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy hai cái pháp này nó rất là khác biệt nhau. Và chúng ta rất bị lầm tưởng tâm tham với tâm từ. Rất lầm tưởng về tâm tham với tâm từ. Nhưng mà rất dễ lầm tưởng tâm tham với tâm từ. Tâm tham mà chúng ta không hiểu cái sự vi tế của nó đó, thì chúng ta dễ bị lầm tưởng. Thì chúng ta cần phải biết tâm từ nó có trạng thái khác với tâm tham. Như vậy khi mà có chánh niệm, khi từ tâm nó sanh lên, và chỉ có trí tuệ mới biết tâm đó là tâm từ. Còn chánh niệm không biết tâm đó tâm từ. Bởi vì trí tuệ nó biết rõ được tham và biết rõ được từ tâm, hai cái pháp này khác xa nhau. Như vậy chỉ khi có tâm từ và trí tuệ sanh ở đó thì mới biết được thế nào là đặc tính của tâm từ. Và khi biết lợi ích của tâm từ và cái sự vô ích của tâm sân, cái sự nguy hại của cái sự ác độc, thì do cái duyên đó mà tâm từ nó được phát triển với cái trí tuệ hiểu biết, thấy cái lợi ích của từ tâm. Chứ không phải là tôi phát triển từ tâm. Nhớ, từ tâm là một pháp chúng sanh khởi bởi duyên của chúng. Không có ai tạo ra tâm từ và không có ai áp đặt để cho tâm từ sanh khởi được. Và không có ai giải tâm từ. Và tâm từ khi sanh khởi, tự nó lan tỏa qua thân khẩu ý của mình đối với cái đối tượng là con người hay là các cái loài khác nhau. Thường chúng ta rất hiểu lầm bởi từ ngữ là tôi giải tâm từ,
Nhưng mà không phải, thưa quý vị, không có ai giải được tâm từ. Mà bản chất của tâm từ khi sanh khởi mà nó lan tỏa từ cái tính chất thương yêu, cái tính chất thương chúng sanh, nó lan tỏa ra từ tâm. Và nó đi chung với rất nhiều tâm thiện trong đời sống hàng ngày, như chúng không được phát huy vì không có duyên cho chúng sanh khởi, vì chúng ta không được nghe, không thấy cái lịch của nó. Các bạn thấy đó, khi mà có trí tuệ Đức Phật dạy rồi thì giáo pháp của Ngài nó cao quý đến mức không thể tưởng được. Không có cái gì ở thế gian này có thể so sánh với lời Đức Phật dạy, dầu chỉ là hiểu một câu pháp của Ngài đúng đắn thôi. Metta, cái danh từ trung tâm là từ tâm. Từ tâm. Vihari là một cái danh tính từ, là có sự an trú. Sự an trú. Như vậy tâm từ ở đây nó an trú vào đối tượng khi chúng ta tiếp xúc với những cái người xung quanh, mọi người xung quanh trong đời sống. Hay là chúng ta phát triển trí tuệ thì luôn luôn cái ứng xử của chúng ta nó luôn luôn có từ tâm ở đó. Rồi hơn thế nữa là khi mà chúng ta hiểu được lợi ích của tâm từ thì những cái duyên có thể làm cho chúng ta đắc được cái thiền tâm từ. Đắc được cái thiền tâm từ. Và đắc thiền tâm từ thì nó là vô cùng khó. Và chúng ta biết một vị tỳ kheo hay một người xuất gia hay người cư sĩ mà không có phát triển được cái tâm từ này thì đời sống của chúng ta rất là nguy hại cho nhiều kiếp sống và khó, rất khó phát triển được tứ niệm xứ. Vì sao? Vì không phát triển được từ tâm thì rất rất nhiều các cái loại phiền não, các cái đối tượng qua mắt, qua tai, qua mũi, qua ý, rất nhiều thứ nghịch lòng. Vậy thì chúng ta thực là trí tuệ rất là quan trọng. Khi chúng ta không hiểu đúng pháp thì không có từ tâm nó sanh khởi. Và chúng ta nói về tâm từ chứ không biết được tâm từ. Chúng ta khi mà chúng ta học một cái điều gì Đức Phật dạy, chúng ta phải hỏi bây giờ có từ tâm hay không, và từ tâm nó sanh như thế nào, nó ở đâu. Và chúng ta phải hiểu từ tâm này là một pháp do duyên của nó sanh khởi, chứ không ai áp đặt, không ai có thể làm cho tâm từ sanh khởi được. Tại sao cái thấy không thể áp đặt được mà chúng ta lại áp đặt cho mình là phải tu tập tâm từ để có tâm từ? Không thể. Pháp chỉ được hiểu khi tham chưa sanh khởi thì không thể hiểu được tham. Sân chưa sanh khởi thì không thể hiểu được sân. Tham đã diệt thì không thể hiểu được tham. Tham chưa sanh thì không thể hiểu được tham. Để cho chúng ta thấy tiếp cận được với thực tại là không hề dễ dàng. Và chúng ta đã nghe pháp, chúng ta cần phải hiểu rất đúng pháp thì chúng ta mới phân biệt được các thực tại trong đời sống. Và chúng ta thấy tất cả mọi thực tại đều vô ngã, do duyên mà sanh. Thì lúc đó chúng ta không còn mong đợi, không còn vọng mong. Chính vì cái tâm không vọng mong, không mong đợi, mà chúng ta đã hiểu được thực tại thì dần dần các cái phẩm chất của trí tuệ, của từ tâm, của đức hạnh sẽ dần dần được vun bồi một cách đầy đủ. Còn chúng ta luôn luôn có cái tư tưởng đi tìm kiếm một cái gì đó và tạo ra một cái phương pháp nào đó để thiết lập cho mình cái sự thực hành
thì chúng ta đã đi xa rời với giáo pháp của Đức Phật. Làm sao có thể chúng ta lại hiểu giáo pháp một cách như vậy được mà chúng ta lại nói chúng ta có trí tuệ? Không. Và tiếp theo nữa là cái từ Passano là Passana. Passana là Passati, là cái quá khứ phân từ. Ở đây chia theo nam tính, động từ của nó là Passati, là đã có được niềm tin. Đã có được niềm tin. Đã có được niềm tin. Niềm tin gì? Ở đây là niềm tin vị đó đã thấy được pháp trong đời sống hàng ngày. Như vậy, người nào thấy được pháp trong đời sống hàng ngày, người đó có niềm tin bất động với Đức Phật, giáo pháp và chư Tăng. Tiếp đầu ngữ pá là hướng về, chỉ sự nhấn mạnh. Căn của nó là căn sát, là cái sự tin tưởng sáng sủa. Tin tưởng sáng sủa. Từ Buddhasasane, Buddha gồm có hợp từ là từ Buddha cộng với từ Sasana. Nó là một cái nhóm từ. Chúng thuộc về trung tâm, ở đây chia theo định sở cách vào hay là trong giáo pháp của Đức Phật. Như vậy vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật, vị tỳ kheo là ai? Nhớ nha. Là những người nào đi được trên con đường tứ niệm xứ đó mới được gọi là vị tỳ kheo nha. Còn hoặc là cái vị đó phải học đúng về cái tứ thánh đế, về tứ niệm xứ này, thì như vậy người cư sĩ hay là chư đại đức tăng gì cũng đều là vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật, khi mà chúng ta hiểu đúng pháp. Cái từ bút thá quá khứ phân từ, chia theo quá khứ phân từ là đã được giác ngộ. Buddha là một cái danh từ lam tánh chỉ cho Đức Phật bậc giác ngộ. Buddha. Như vậy là khi mà cái căn đầu, căn cuối cùng mà Đức Phật đạt hết, vẹt hết, tức là Ngài đã thấy bốn trí của ngũ uẩn và bốn trí của lậu hoặc, đã tận diệt được lục lậu, khổ lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Như vậy là tám trí đó đã được thành tựu nơi bậc toàn giác. Thì ngay lúc đó cái danh từ Bút Thá xuất hiện ở trên thế gian, đó là Đức Phật bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ. Như vậy Đức Phật chưa ra đời thì còn là Bồ Tát, thì cái từ Bút Thá này cũng không thể xuất hiện được. Như vậy thường thì chúng ta không đi theo lời dạy khi Đức Phật giác ngộ, mà chúng ta lại đi lại cái con đường của Đức Bồ Tát. Chúng ta thường xen lẫn, nên là chúng ta nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật á, thì chúng ta rất dễ lầm lẫn về những cái chỗ này. Chúng ta không nghe lời dạy từ khi Ngài giác ngộ, mà chúng ta cứ trở về, có nhiều vị thường trở về thời Ngài còn là Bồ Tát. Hai cái này nó khác xa nhau đến muôn trùng. Khi Đức Phật giác ngộ, Ngài dạy cái gì? Ngài chỉ dạy những gì qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi trong đời sống hàng ngày. Và nếu nó đã qua thì nó đã qua. Hàng ngày mắt tai mũi lưỡi của chúng ta nó có phải là danh sắc không? Nó có phải là uẩn xứ giới đế không? Nó có phải là thực tại hay không? Âm thanh vừa mới sanh khởi nó có diệt đi hay không? Cái nghe cũng vừa sanh khởi, nó đi đâu mất rồi? Nó có vô thường không?
cái được nghe nó có biết cái nghe hay không? Như vậy thì không có ai nghe cả, mà chỉ có cái nghe, nghe cái đối tượng âm thanh của chúng. Âm thanh thì không biết nghe, cái nghe, nghe âm thanh. Như vậy thì ngay thuở ban sơ chúng đã là vô ngã rồi. Và chúng tôi đảm bảo với quý vị rằng từ giờ cho đến khi chúng ta chết đi thì cũng chỉ là những cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm để tiếp tục sanh và diệt. Không còn gì nữa cả. Chúng ta không tìm thêm được một cái gì khác. Do vậy, cái thấy là khổ bởi chúng sanh lên và diệt đi. Cái được thấy cũng khổ bởi chúng cũng sanh lên và diệt đi. Và cứ quanh quẩn lại thấy, lại nghe, lại ngửi, lại đếm, lại xúc, lại chạm. Lại tham, lại sân, lại si, lại ái. Và nếu như chúng ta không biết được về những cái là thật này, thì làm sao mà chúng ta chấp nhận cái thấy là khổ được? Và chúng ta không thích cái thứ này đâu. Ừ. Những người đầy những phiền não, đầy những tham vọng, làm sao mà họ chấp nhận cái này là vô thường, là vô ngã được? Nhưng mà bốn A Tăng kỳ kiếp, Bồ Tát, Tạo Ba La Mật, rốt cục Ngài chỉ để hiểu được những cái thứ này là vô thường, khổ và vô ngã. Cái từ sasana, cái từ căn của nó là cách xa cộng với anha, là một cái danh từ trung tánh, là lời dạy. Lời dạy của Đức Phật khác với tất cả những lời dạy khác trên thế gian này. Ngài có hai lối giảng dạy, là Ngài giảng dạy về từ ngữ chế định, ví dụ trong đời sống hàng ngày về pháp, để tùy căn cơ của chúng sanh để hiểu. Và Ngài đối dạy khác là Ngài dạy về cái pháp chân đế tuyệt hảo, để cho chúng ta thấy các tính chất của pháp là vô ngã, và không có một ai ở trên đời mà thế gian này chỉ là thế gian của cái thấy sanh khởi, thì thế gian sanh khởi. Thế gian của cái nghe sanh khởi, thì thế gian sanh khởi. Thế gian của cái thấy diệt đi, thì thế gian đó chết. Thế gian của cái nghe diệt đi, thì thế gian đó chết. Đó là sự thù diệu mà chỉ có bậc toàn giác mới giảng được thôi. Các bạn không phải đi tìm kiếm các pháp ở đâu cả, mà các pháp đang sanh khởi, đang bị che lấp thôi. Cái thấy đang bị che lấp bởi tôi thấy. Cái nghe đang bị che lấp bởi tôi nghe. Cái đối tượng thị giác đang bị che lấp bởi vì cô ấy đẹp, cô ấy xấu. Cái nhà này đẹp, cái nhà này xấu. Nhưng đối tượng thị giác thì không phải là cô ấy, không phải là cái nhà, không phải là Đức Phật. Đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác. Dầu Đức Phật có đứng ở đây, chúng ta có nhìn, thì cái nhìn cũng chỉ thấy đối tượng thị giác thôi. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái bức tượng Phật ở trên thế gian này không phải là Đức Phật, đừng có lầm tưởng.
Đức Phật cao quý là chúng ta cần phải hiểu lời dạy của Ngài với lý tứ thánh đế. Khi chúng ta hiểu được thì chúng ta mới biết được đấng cha lành của mình là ai. Tiếp theo nữa là cái từ Athikacche Padang Santam, có thể đạt đến vị thế yên tịnh. Athikacche, Athi cộng Athikan của nó là căn găm. Nó là một cái động từ hay là tha động từ theo cái câu này là có thể đi đến, có thể đi đến. Tiếp động ngữ á thí này nó hướng về, hướng về. Căn của nó là căn găm. Padang, padá là một cái danh từ trung tâm. Câu kệ này chia theo đối cách là vị thế. Tiếp theo là cái từ sâm tăng, căn của nó là căn sâm cộng với tá. Cái căn động từ chính của nó là sâm tá tí. Nó chia theo quá khứ phân từ nên là nó có nghĩa là đã đạt được sự an tịnh vắng lặng. Tiếp theo câu kệ là Sankha Rupa Sam Samang Sukhang, vắng lặng các hành an lạc. Sankha Rupa Samang, Sankha đó cộng với Upa Samang, nó là một cái nhóm từ nam tánh chỉ cho sự vắng lặng các hành. Vắng lặng các hành ở đây gì? Vắng lặng sự tham sân si, vắng lặng cái sự phóng dật, vắng lặng cái sự trà hối ganh tị tật đố ác độc. Sankhara là cái danh từ nam tánh chỉ cho hành, tức là pháp có tạo tác. Pháp nào có tạo tác? Hễ khi nào có tham thì có tạo tác, khi nào có sân là có tạo tác, khi nào có si là có tạo tác, khi nào có ganh tị tật đố là có tạo tác, khi nào có ngã mạn là có tạo tác, khi nào có vô minh là có tạo tác, khi nào có sự chấp ngã là có tạo tác. Tiếp đầu ngữ Upa là hướng về bên trên, căn của nó là căn sâm, sự vắng lặng an ổn. Từ xuất khăn xuất khá là chúng ta biết là danh từ chúng tánh chỉ cho sự an lạc an vui. An lạc an vui ở đây thì chúng ta biết là an lạc an vui ở đây là không có ất thiện, là tâm đầy sự an lạc an vui. Như vậy thì chúng ta thấy đời sống này những cái thiện pháp nó vô cùng quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Vì cái tâm quả tục sinh ấy, thì chúng ta không có hưởng được cái gì cả. Tâm quả tục sinh nó sanh vào loài người, mặc dầu nó là một cái thiện hợp chí hay là ly chí, chúng ta được sanh ra làm kiếp người rất là tốt đẹp. Nhưng mà sao? Nhưng mà những cái tâm đó nó làm việc tục sinh, việc hộ kiếp và việc tử rồi, nên chúng ta không có nhận biết được chúng. Chúng không thuộc về thế giới này. Còn những cái quả mà nghiệp thiện nó tạo qua mắt, qua mũi, qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì nó là vô nhân, nên nó không có ý nghĩa gì cả, nó không có cảm xúc gì cả. Vậy thì Đức Phật đã nói, Đức Phật dạy cho chúng ta là nếu mà chúng ta thiếu tâm từ, thiếu thiện pháp trong đời sống hàng ngày là chúng ta rất khổ ở chỗ này. Có đúng vậy không? Nếu mà chúng ta suy xét thử xem lời dạy của Đức Phật, phải không? Như vậy đời sống của chúng ta có an lạc an vui hay không là chính là những cái tâm thiện trong đời sống hàng ngày để nói lên chúng ta có phải là bậc đức hạnh, có phải là người con Phật hay không. Còn những cái tâm quả thì tâm quả tục sinh thì nó có ích lúc tái sanh chúng ta làm người thôi, chứ còn trong đời sống là nó vô ích, chúng ta đâu kinh nghiệm được nó đâu. Còn những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó là tâm quả vô nhân, nó là tâm quả vô nhân.
và thiện vô nhân. Thì thiện pháp nó chỉ tạo ra có hai quả thôi, là quả tục sinh và quả vô nhân. Quý vị đừng có tưởng trí tuệ là đơn giản hết. Khi mà trí tuệ đã được sanh khởi, cái vi diệu pháp đó, nó sống động như chân, như thật trong đời sống của mình. Nó rành mạch, chứ không như chúng ta nghĩ đâu. Vậy để chúng ta thấy, và chính cái tâm thiện này nó cũng là vừa tạo ra quả tục sinh, mà nó chính là các pháp đẩy cái ba la mật hướng cái con đường chánh đạo, chấm dứt sanh tử luân hồi ngay tại kiếp sống này hay kiếp sống khác. Nó không những tích lũy quả của nghiệp mà nó còn tích lũy cái gì? Tích lũy cái thường cận y duyên, tích lũy các cái duyên đầy đủ cho chúng. Nên là nó rất là quan trọng. Lúc từ nãy đến giờ chúng tôi nói chuyện với quý vị thì có tâm từ hay không? Khi chúng ta hiểu đúng pháp, giảng dạy diệu pháp, luôn luôn tâm từ sẽ hiện khởi. Nhưng tâm từ không phải là của ai đó. Và cái bài kệ này được Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch theo thể năm chữ là: Tỳ kheo chú từ bi, tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Các hành an tịnh lạc. Và chúng ta qua cái tích truyện của cái bài kệ này, chúng ta biết là cái bài kệ ngôn này tới 8 câu kệ mà Đức Phật giảng dạy trong bài pháp. Và đúng ra là chúng ta phải giảng dạy thuyết giảng cả 8 cái bài kệ này. Metta vihariyo bhikkhu passanno buddhassa sanne Athi gacche padang sattang sankharu vasamang sukhang. Tỳ kheo chú từ bi, tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. Các hạnh nha, chứ không phải các hạnh. Các hạnh ở đây tức là các cái hạnh lành đó. Bài kệ này thì được Đức Thế Tôn khi mà Ngài tự ngự tại Cetavana, chùa Kỳ Viên, đề cập đến rất nhiều vị tỳ kheo. Các Ngài thuyết lên những cái pháp thoại. Và Ngài thuyết lên các pháp thoại. Xin lỗi. Và vào thời Đức Phật hiện tại, khi trưởng lão Maha Kichayana, Ngài ngự ở trên cái thôn trang thuộc cái xứ Avati, trong cái núi Pavata. Lúc bây giờ thì có một cái người cận sự nữ, có một cái người cận sự nam tên là Sona Kuti Kanna, đã tịnh tính nơi pháp bảo của Ngài và khởi lên cái tâm chán nản gia đình và muốn được xuất gia nơi Ngài. Và Ngài giải thích rõ là đời sống phạm hạnh thì có rất nhiều khó khăn. Hai lần giải thích như vậy.
Và đây chúng ta, khi mà chúng ta muốn trở thành một vị tỳ kheo á, thì chúng ta phải tích lũy vô cùng phước báo và sự kham nhẫn với tâm từ. Nếu như mà chúng ta không có tích lũy cái này, thì dầu chúng ta sống ở trong chùa, chúng ta chỉ đi đọa xứ thôi. Vì cái gánh nặng của vị tỳ kheo là vô cùng lớn, nếu mà chúng ta không ý thức được điều đó. Và mỗi một thời thì các bậc hiền trí sẽ biến mất nhiều, và mỗi một thời thì các cái dục lạc thế gian nó sẽ phá hủy giới hạnh cả ở trong chùa. Và thiện nam tín nữ không còn được dạy dỗ một cách căn bản, và không có nhiệt tâm để mà phụng dưỡng các vị tỳ kheo đúng pháp đúng luật nữa, nên là chánh pháp sẽ bị biến mất. Và tiếc thay có nhiều cư sĩ bố thí nhưng mà không có bố thí đúng pháp, tiếc thay có nhiều cư sĩ hiểu đúng pháp mà không làm cái công việc đó để hộ độ chư tăng. Nên là chúng ta sẽ không có các bậc tịnh hạnh, và chúng ta không có các bậc thánh nhân, rất là nguy hiểm cho giáo pháp. Và chúng ta cứ giảng giải giả giả giáo pháp như vậy, và dần dần tất cả những cái đức tin, chúng ta nói về niềm tin chánh pháp, như chúng ta không có niềm tin với nhau nữa, không có phát triển được diệu pháp của Đức Phật, thì cái bóng đêm của vô minh lại càng lớn dần, lớn dần, lớn dần. Đừng tưởng xuất gia nhiều là tốt, mà chúng ta cần phải học, phải nghiên cứu, phải thẩm xét lời dạy của Đức Phật rất là kỹ càng. Và chúng ta cứ nghĩ rằng xuất gia đắp một chiếc y lên là nó dễ dàng lắm. Không phải đâu thưa quý vị. Đó là một sai lầm rất lớn. Sai lầm vô cùng. Và nhất là cái thời buổi dục lạc, cái thời buổi này, và chúng ta có nói cái gì đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta không bảo tồn được giới hạnh trong một đời sống phàm hạnh, thì lấy cái gì để mà nói đến niết bàn, nói đến cái này cái kia thì nó xa, mà nó giống tuếch, mà nó thô thiển vô cùng vô tận. Chúng ta còn hơn là những cái người nói dốc nữa. Mà chúng ta biết, nên khi mà chúng ta học giáo pháp của Đức Phật á, thì chúng ta phải biết lời Đức Phật dạy, sự luân hồi nó rất là khổ đau, và chỉ có mỗi con đường là giới định tuệ chúng ta đi mà thôi. Và chúng ta cứ nói từ tâm, nhưng mà chúng ta có từ tâm hay không? Khi chúng ta thực sự hiểu pháp Đức Phật, thì từ tâm thật sự mới sanh khởi. Nên là trưởng lão giải thích rõ đời sống phạm hạnh có rất nhiều sự khó khăn. Và Ngài giải thích hai lần như vậy là... Nhưng mà khi đó Sô Ná có một cái tâm xuất gia rất là mãnh liệt, và chàng đã xin được xuất gia
đến cái chùa thứ ba và trưởng lão đã cho xuất gia Sa-di. Thì ba năm sau Sa-di Sô-ná mới được thọ của túc giới. Và trong cái xứ Awati ấy, thì có rất ít vị tỳ kheo. Sau khi thọ của túc giới ấy, thì Sa-di Sô-ná, vị tỳ kheo Sô-ná muốn lên đường đến cái kinh thành Sa-vát-thi để ý kiến Đức Thế Tôn. Và tỳ kheo Sô-ná đến xin phép thầy của mình, tế độ của mình. Được thầy chấp nhận là tỳ kheo Sô-ná lên đường. Và ngài mang theo lời đảnh lễ cùng với những điều xin phép Đức Thế Tôn của bậc tế độ sư của mình. Và ngài tuần tự du hành và tỳ kheo Sô-ná đến kinh thành Sa-vát-thi. Và ngài đi vào tịnh xá Chê-ta-va-na ý kiến Đức Thế Tôn. Và sau khi được Đức Thế Tôn ân cần thăm hỏi, bậc đạo sư mới cho phép tỳ khu Sô-ná được phép ngủ ở chung hương thất của ngài. Và chúng ta biết nè, ngài Sô-ná thật là hạnh phúc, rất ít có được vị mà Đức Thế Tôn cho được ở chung. Và trong đêm đó thì tỳ kheo Sô-ná phần lớn là ở ngoài trời trọn canh đầu. Đến giữa đêm thì ngài mới vào hương thất. Rồi khi rạng đông thì Đức Thế Tôn phán bảo Sô-ná rằng: này Sô-ná, hãy tụng đọc pháp đi. Thì ngài Sô-ná liền tụng đọc thuộc lòng 16 bài kinh trong phẩm thứ 8. Khi ngài vừa dứt tụng thì Đức Thế Tôn mới ban cái lời khen tán thưởng tùy hỷ rằng: sa thú, sa thú. Và nghe Đức Thế Tôn tán dương tỳ kheo Sô-ná thì lúc bấy giờ tất cả chư thiên ở địa cầu, các loài kim sĩ điểu hay nữa là ở Lâm Vương, và cũng đồng thanh tán dương với những cái lời sa thú, tán dương vang động đến các cái cõi trời phạm thiên. Rồi có một vị thiên tử ngự ở trong nhà của mẹ Sô-ná cũng tán thán sa thú. Nơi ấy cái cách kinh thành Sa-vát-thi 120 do tuần. Và nghe cái từ tán thán của vị thiên tử đó thì mẹ ngài Sô-ná mới hỏi rằng: tiếng ai sa thú vậy? Và vị thiên đó lấy tâm của mình đã hướng tâm đến làm cho mẹ của ngài nghe được: này đại tín nữ, đó là tiếng của tôi. Ngươi là ai? Tôi là vị thiên tử ngự ở cái ngôi nhà này. Vì sao từ trước đến giờ ngài không tán thán tôi, nay lại tán thán tôi như thế? Này nàng, ta đâu có tán thán nàng. Thế thì ngài tán thán ai? Ta tán thán ngài Sô-ná Cút Tít Cá Má, con của làng. Con của tôi đã làm gì mà ngài tán thán? Hôm nay ngài Sô-ná ngủ chung hương thất với Đức Thế Tôn và đã thuyết pháp cho Đức Thế Tôn nghe. Đức Thế Tôn tháng tháng ngài Sô-ná bằng tiếng sa thú và chư thiên đều hưởng ứng lời này. Nên tôi cũng tán thán ngài Sô-ná, và cái tiếng tán thán vang dền từ địa cầu này đến cõi phạm thiên. Thưa chư thiên, chẳng hay con tôi thuyết pháp cho Đức Thế Tôn nghe, hay Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con tôi nghe? Con bà thuyết pháp cho Đức Thế Tôn nghe đó. Nghe thiên nhân đáp như thế, bà tín nữ phát sanh năm cái loại hỷ lạc đang khắp châu thân của mình. Và làng suy nghĩ rằng: nếu con ta ở chung hương thất của bậc đạo sư và thuyết pháp đến ngài được, thì con ta sẽ thuyết pháp đến ta được. Khi con ta đến, ta sẽ thỉnh cầu thuyết pháp cho ta nghe. Và riêng về trưởng lão Sô-ná, sau khi Đức Thế Tôn ban lời khen rồi thì ngài suy nghĩ rằng: đây là thời hợp nẻ nên trình bày sự việc mà tế độ sư của ta giao phó. Và khi trưởng lão Sô-ná nhân danh thầy tế độ là trưởng lão Maha-cách-cha-ya-na đó, bạch xin năm điều nơi Đức Thế Tôn. Là xin con xin được thọ cụ túc giới với nhóm tăng năm vị.
con xin được mang dép nhiều lớp, con xin được tắm thường xuyên, con xin được dùng đồ trải bằng da. Nếu có người dân y ở ngoài Sima, xin được phép thọ nặng. Đức Thế Tôn chuẩn y bốn điều đầu tiên được thực thi ở nơi biên địa Trung Ấn sau khi trú tại Chitavana được đôi ngày. Trưởng lão Sô Lá bạch với Đức Thế Tôn rằng, ở đây quý vị phải nhớ một điều, cái chỗ này nó cái chỗ luật đó, là tùy thời, tùy đối tượng mà Đức Phật ban bố cái luật cho nó đúng pháp. Và chúng ta sử dụng luật thời buổi bây giờ là chúng ta sử dụng theo cái kiểu mà đọc 227 giới. Luật không phải là như vậy. Luật là ứng xử đúng thời, đúng lúc, đúng người, đúng nơi. Khi mà gặp các ngài thì sử dụng cái luật gì, khi gặp mà bạn hiền thì sử dụng cái luật gì, khi gặp vị sa di thì sử dụng cái luật gì, lời nói ứng xử như thế nào. Và chúng ta rất dễ lầm tưởng là chúng ta đọc những cái giới luật mà chúng ta không biết cách sử dụng nên là rất là tai hại. Bạch Thích Thế Tôn, con sẽ trở về thăm Thầy Tế Độ Sư, và sau khi đảnh lễ Bậc Đạo Sư thì tỳ kheo Sô Lá từ giả Đức Thế Tôn tuần tự du hành về đến xứ Avanti để thăm viếng Thầy Tế Độ Sư. Và sáng hôm sau, trưởng lão Maha Kacchayana cùng với tỳ khu Sô Lá, Cu Tý, Canh Ná đi khất thực nơi gia tộc của mình. Và mẹ Sô Lá thấy con trở về thì bà rất là khởi tâm hoan hỷ, cúng dường trọng thể và hỏi rằng, bạch sư, được biết rằng sư ngụ chung hương thất với Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho ngài nghe, phải vậy chăng? Điều này ai đã thuật lại cho thân mẫu biết vậy? Bạch sư, có vị thiên ngự ở đó, vân vân. Và tỳ kheo Sô Lá Cu Tý Ca Má nhận lời của bà tín nữ và suy nghĩ, ta sẽ cúng dường đến chư tỳ kheo rồi sẽ đi nghe pháp nơi con của ta. Rồi lúc đó bà giao phó mọi cái việc trong nhà cho người nữ tỳ, và bà dẫn cái đoàn gia nhân của bà đi đến tịnh xá. Và vị pháp sư tỳ kheo Sô Lá đang ngồi giữa pháp tòa của cái ngôi nhà nóc nhọn mà bà đã kiến tạo dâng đến để cúng dường chư tăng. Thì vào cái thời điểm đó đó thì có 900 cái tên cướp, và chúng từ lâu đã dò xét cái trang viên của bà tín nữ này rồi. Và chờ dịp bà sơ hở thì chúng sẽ cướp những cái gia sản của bà. Và ngôi nhà của bà tín nữ được căn phòng bởi 7 cái vòng rào với 7 cái cánh cửa ra vào độc nhất. Thì mỗi cánh cửa được hai cái những cái con chó canh giữ và dưới chân rào, vân vân. Thì hôm đó thì chúng được tin bà tín nữ này cùng với gia nhân đến tịnh xá để nghe pháp, thì lập tức chúng có cái cơ hội nên chúng kéo nhau đến cướp tài sản của bà. Thì chúng sắp xếp được như vậy. Và bọn cướp thắp sáng cả cái trang viên rồi mở kho tiền ra và chúng tính khuân đi. Thì lúc bấy giờ người tớ gái thấy vậy thì vội đến tịnh xá báo tin rằng, thưa bà, bọn cướp đã chiếm đoạt tài sản, chúng đang khuân kho tiền. Và bà nói rằng cứ để bọn cướp khuân và vác theo ý của chúng thích, hãy để yên cho ta nghe pháp. Quý vị, ở đây quý vị rất là thắc mắc, phải không? Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu bà đã tin nhân quả hết sức là tuyệt đối. Và một người mà đã tin nhân quả thì không bao giờ dính mắc vào những cái tài sản. Và bọn cướp khuân xong tiền á, thì chúng tiếp tục đi đến kho bạc và cùng nhau khuân ra và tiết cho chủ. Thì người nữ tỳ lại chạy đến
thì bà nói rằng bọn cướp kho bạc rồi thì hãy cứ để yên ta nghe pháp, bọn chúng cứ lấy gì mà chúng muốn. Tiếp đến thì bọn cướp lại đến lấy kho vàng, vân vân. Thì cái người gia chủ đó lại thưa bọn cướp đến lấy kho vàng, thì ta đã bảo bọn chúng muốn lấy gì thì cứ tùy thích, ngươi cứ quấy dày cái sự nghe pháp của ta mãi. Nếu ngươi còn đến quấy dày nữa, ta sẽ trị tội đấy. Hãy trở về đi. Và bây giờ cái người nữ tỳ về báo cho bọn cướp. Và chủ ta bảo là các ngươi muốn lấy gì thì cứ lấy tùy thích, và chúng ta không màng, vì bà còn đang được nghe pháp nơi con của mình. Thì nghe vậy cái tên chánh đảng đó có một cái sự suy nghĩ là chúng ta đã tạo nghiệp rất là nặng. Và chúng ta thấy các pháp, pháp thiện, pháp bất thiện nó sanh khởi lên một cách hết sức tự nhiên bởi các duyên của chúng. Người thì bỏ của, và cái cô gái thì tiếc của. Và cô gái về nhắc nhở thì cái người ăn cướp lại có một cái tâm thiện hết sức là sanh khởi một cách tự nhiên. Chúng ta đã tạo nghiệp nặng rồi. Chúng ta lấy tài sản của người có đức hạnh như thế, tai hại sẽ giáng xuống đầu của chúng ta thôi. Đầu của chúng ta sẽ bể thành bảy mảnh chẳng có sai. Và chúng ta thấy các pháp là hết sức tự nhiên. Và khi nghĩ như vậy thì cái tên chánh đảng ra lệnh cho tất cả cái đoàn tùng biểu bọn cướp dừng lại, và bọn cướp cùng nhau đi đến. Và bọn cướp nghĩ rằng cái pháp hằng độ hộ trì cái người hành pháp như thế, đó là lẽ thường. Vì thế Đức Thế Tôn có thuyết giảng rằng pháp thường hộ trì người hành pháp. Người khéo hành trì pháp sẽ đem lại an lạc. Đây là phước báu mà người khéo thực hành pháp. Người thường hành trì pháp, pháp sẽ không có thối đọa. Và bọn cướp cùng nhau đi đến tịnh xá để sám hối và tín nữ. Và bọn chúng đứng lặng yên để nghe pháp. Và Ngài Xô Lá thuyết pháp cho đến gần rạng sáng thì Ngài dời pháp tòa. Và khi đó thì 900 tên cướp đồng đi đến trước mặt bà tín nữ, quỳ xuống đảnh lễ và thưa rằng: thưa bà, xin bà hãy tha lỗi cho chúng tôi. Này ông, chuyện gì vậy? Thưa bà, nếu bà thứ lỗi cho chúng tôi thì xin bà hãy cho chúng tôi được xuất gia với con của bà đi. Thì bà tín nữ đảnh lễ thì kheo Xô Lá và bạch rằng: bạch sư, bọn cướp này đã tịnh tính nơi đức hạnh của tôi, và chúng được nghe pháp của sư, chúng xin được xuất gia với sư. Vậy sư hãy từ bi tế độ cho chúng đi. Và này thân mẫu, được rồi. Và Ngài Xô Lá cho sửa chữa lại y phục và trở thành những tấm y cà sa, và nhuộm y ấy và trở thành hoại sắc với bùn đen. Rồi Ngài cho 900 cái vị này thọ trì giới luật, và sau khi các vị đó thọ cuộc túc giới xong thì Ngài Xô Lá chia cho mỗi nhóm thành 100 người, tổng cộng là 9 nhóm. Và Ngài dạy về các cái đề mục nghiệp xứ, và 900 cái vị tỳ khu này các ngài rất là mau chóng đã thuộc và đã an trú tâm thanh tịnh của mình với các đề mục đó, và đi đến một ngọn núi, và các ngài phát triển được con đường chánh pháp. Và bây giờ thì Đức Thế Tôn ngồi nơi tịnh xá Chia Tấu Lá, và cách xa 120 do tuần thì Ngài thấy duyên lành của các vị 900 vị tỳ khu này, và Ngài nhận định được pháp duyên của các vị đó, và Ngài hướng hào quang đến trước mặt của vị đó, và lần lượt Ngài nói lên chính cái kệ ngôn cho chính cái nhóm tỳ khu này. Và sau khi Ngài hiểu được lời thâm thúy qua từng kệ ngôn mà Đức Phật dạy, và Ngài nói về cái chân lý tứ thánh đế, thì các ngài quán và chứng đắc được đạo quả. Ồ, cái này thì nó dài quá. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị,
Khi nào mà chúng ta thấy được các pháp hữu vi là vô thường, cái sự tai hại của phiền não, nhất là của sân độc, của ác hạnh, và chúng ta thấy được rằng tất cả chúng sanh đang bị vô minh che phủ, đang bị sầu, bị khổ, bị già, bị chết, bị phân hủy. Khi nào mà chúng ta thấy được cái xác thân này là những thứ bất tịnh, là những thứ vô thường, chúng ta không có chấp ngã bởi chúng, thì lòng từ mới sanh khởi và một cách tự nhiên. Khi chúng ta thấy Ngài Sô Ná đó, và mẹ của Ngài gia sản đến muôn ngàn như vậy, và 900 tên cướp đến, và bà đã hiểu được nhân quả, bà đã xả ly với tài sản đó, và nói trong câu chuyện vậy thôi chứ thực tế bà hiểu nhân quả. Bà có về thì bà cũng không thể sống được với 900 tên cướp này. Và bà hiểu rằng hãy để cho nhân quả và thánh pháp này mới là điều quý báu nhất. Trong vô lượng kiếp, ta đã từng là vua, là chúa, vàng bạc của cải đã vô lượng, và tất cả chúng đều bỏ lại trước cái chết. Không ai mang đi được một cái thứ gì cả, dầu là bằng móng tay. Tất cả chúng sanh đi theo chỉ có phước và nghiệp của mình đã gieo tạo. Và mỗi một sự quan trái thì nó chỉ làm cho những cái phiền não tăng trưởng, làm cho luân hồi khổ đau, chứ chúng không có giúp ích gì được cả. Do vậy mà nhờ cái lòng từ và nhờ cái lời nói của cô gái truyền đạt lại với cái sự xả ly của bà như vậy, đã làm thức tỉnh 900 tên cướp. Và chúng ta biết ấy, lời nói của chúng ta nó còn quý hơn là những viên ngọc, nếu như mà tâm của chúng ta thực sự thanh tịnh. Và chính vì Đức Phật quý báu nhất ở trên đời này, do thân khẩu ý của Ngài thanh tịnh tuyệt hảo, không có một cái ngọc báu nào ở trên thế gian này có thể sánh được với lời dạy của Ngài. Và một vị tỳ kheo phải chú được lòng từ, lòng bi. Mà muốn chú được lòng từ, lòng bi thì chúng ta phải có sự hiểu biết, thấy cái sự luân hồi, thấy cái sự đau khổ của các chúng sanh, thấy những cái sự đọa xứ, và thấy được cái con đường giải thoát, và thấy được cái sự nguy hại của phiền não, khổ đau. Chỉ khi nào tâm của chúng ta đạt được tính thành nơi giáo pháp của Đức Phật. Tại sao chúng ta đi tu càng ngày càng tham, càng ngày càng sân?
càng ngày càng si, càng ngày càng ngã mạn tật đố. Chúng ta phải hỏi lại mình xem là chúng ta thuyết giảng diệu pháp như vậy có đúng pháp không? Có sai không? Hay là rất lỗi lầm? Một khi mà chúng ta đã hiểu đúng pháp thì không có lý do gì mà tham sân si này không bớt, không xả ly, không có giới hạn, không định tĩnh, không có trí tuệ. Đó là điều không thể chấp nhận được trong giáo pháp của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta đã chưa tiếp cận được bậc hiền trí trong đời và trong chánh pháp. Nên là tâm của chúng ta không có được định hướng bởi trí tuệ, nên những cái phẩm hạnh này nó không có sanh khởi. Vì tỳ kheo chú từ bi tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hàm an tịnh lạc. Như vậy thì chúng ta biết là tứ niệm xứ cho chúng ta tất cả những phẩm hạnh. Khi nào chúng ta đi được trên con đường tứ niệm xứ thì tất cả những phẩm hạnh của chánh pháp này sẽ được dần dần lớn mạnh lên. Tự chúng ta sẽ cảm nhận được lời Đức Phật dạy một cách chân chánh và thiết thực nhất trong đời sống. Đối xử với bạn bè hay đối xử với tất cả mọi người, chúng ta đều bằng pháp một cách hết sức tự nhiên. Thường thì chúng ta không hiểu pháp nên là tâm của chúng ta nó rất là che đậy, nó không có từ tâm, nó cũng giả bộ có từ tâm. Và cái ý niệm về ngã nó luôn luôn len lỏi. Và chúng ta gặp nhau, chúng ta cứ nghĩ rằng đây là ai đó, và chúng ta quên mất ở đây chỉ là đối tượng thị giác thôi. Và chúng ta nghĩ đến ai đó thì chúng ta sẽ nói rằng người này sẽ nghĩ xấu tôi, người này sẽ như thế này như kia, mà chúng ta quên mất cái anh si, anh tham, anh sân, anh phiền não, anh ở trong đó, anh tôi ta, anh ở trong đó, anh chụp ra. Chứ không có ai làm cho chúng ta khổ hết, bởi vì đời sống này không có ai cả. Chỉ có các tính chất của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của đụng, của xúc, của chạm, của cứng, của mềm, của nóng, của lạnh, của màu, của mùi, của vị. Khi nào mà chúng ta hiểu được pháp vô ngã thì chúng ta mới thấy chúng ta mới thấy được thì tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nó mới sanh khởi được. Như vậy vị tỳ kheo ở đây chính là những cái vị đi trên con đường chánh pháp của Đức Phật. Thời pháp cũng đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên, chúng con kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất cả đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, A Tu La, Diêm Chúa, và kính chia phước lành để đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Và phước báo này con nguyện là nhân, là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, thành tựu minh và hạnh, chứng đắc tứ thánh đế thanh đạo trong chánh pháp của Đức Thế Tôn ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp này. Vì chánh pháp là vô thượng, sanh tử luân hồi là khổ đau. Nam mô Bụt Thà. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân. Đại đức Tuệ Nhận đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe, hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức.
Dạ con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ con kính dân mít đinh sư. Bhagavato sabba mangalam prakhantu sabbe devata sabba buddha anupavena sada sati pamantu te. Bhagavato sabba mangalam prakhantu sabbe devata sabba dhamma anupavena sada sati pamantu te. Bhagavato sabba mangalam prakhantu sabbe devata sabba sangha anupavena sada sati pamantu te. Ta kêu phương ba hằng cơ đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa minh hạnh đại đức tự nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bồ chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa đề thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra Sapana Buddha Sukhita Pawan Tute Chana Buddha Yepi Chanda Sampawa Samseda Chata Athavo Papatika Niyani Kantamma Vasangpatityate Sappe Virukha Sakarantu Sankhayang Thatu Chirang Satang Thammo Tham ma tha ra cha vut ga la sang kho ho tu sa mak vo wa a tha ya cha hi ta ya cha am he rat khan tu sak tham mo sap pe pi tham ma cha ri no vut thim sam pa ku ni ya ma tham ma